nó rất là làm tốt mà. Cái đội những người đó mình thấy hỗ trợ không, mình theo nó mình hoãn luyện là cái vấn đề mình cải quá được. Rồi hồi xưa 4-5 năm trước mỗi lần phát đó phát mặt là nó tối hơn nó hấp tối người ta rồi nó ghen lớn thực tế nó mới ghen với cơn nó ghen hai đặng ghen nó khô hai khác còn khô che đắng còn hai nhỏ khác bệnh ung thư luôn người bệnh nó chứ không phải người lành đâu cũng cắt ngực này kia là có bệnh án luôn đó nó lòn vô mắt luôn mà bị bắt vô phường giờ nó bị ung thư mà mới mổ ngực không tù mấy người đó do còn gì đấy mà mắt chua thì cũng được những người ở quê lên đặt họ nhưng mà bệnh nó đã 3-5 năm rồi mà xã hội tạo ra cao quá dạ. Nó giờ mày móc đi tao móc túi mày bắt á thì ta phải đi tù còn mày bệnh như vậy mà mày bị bắt á thì sáng chiều mày thả mày ra chứ đâu có ai mà đi ra cái người ung thư khi mà bắt người đó thì mà con như thế nào không có ai muốn ra đúng mà chọn cái quá khổ rồi biết em là nói là không ai muốn cắt thì không ai muốn làm thì xấu nhưng mà phải hoàn chỉnh đời đưa đẩy đường đời đưa đẩy đi đủ đường mình đúng như cái đó là trước hết là mình sẽ bị pháp luật nè rồi cái tâm của mình giờ mình muốn thay đổi nha. Đây bên đây thì các cô bác anh chị đã tới nhóm thiện nguyện đã tới để chia rau, chia canh. Chia rau, chia canh. Mỗi ngày thì mình phải biết người đó như thế nào mình mới phán xét. Ví dụ như người ta không bao giờ theo tay mắt thì người ta không bao giờ làm những xấu điều tâm khi mà tại phần phải luôn. Chứ ai muốn cho anh, ai muốn được tù rồi, ai muốn bị người ta đánh không? Chúc anh ra em thấy sự kè mà tôi với đứng ra ngày xưa nó ác rồi. Rồi này qua tháng lại hết rồi nó giống như mà ác thú ở bên chùa nghe tiếng chùa đấy rồi. Nó thèm. Có mình không tin nhưng mà đúng không? Phải tin. Thì đúng rồi. Nhưng là ông bà nó cũng có câu cảnh một người đen là có cho anh đỡ cái mình xấu thì mình hồi ngang xấu mà anh đỡ cái mình tốt không thì từ từ nó tốt. Không có lẽ không có lẽ không có ngang chứ. Mình dữ lắm chứ đâu phải dữ đâu. Cái sau mình không hiểu mình nói để tao phát cơm xong mình phải muốn làm gì đâu. Để cho tao làm ăn xong rồi. Mày muốn ăn thì tao rửa ngon cho. Đúng không? Lâu lâu cho tôi 50 tôi lấy uống một cây ớt cuốc phá tao rồi tao chém á dưa nhỏ nè tôi tao biết tao ơi ngoài đó tao mới ngầm rồi sao không cho tôi đóng rồi tôi đóng tự động nó nhào vô nó thêm đồ uống rồi cái nhiều bữa mấy chị em này bệnh đang ra với mình ra mỗi là tự động bộ đời nó vô rồi nó làm kể cả phát tiền phát thiếu nó làm luôn không lấy một đồng nào nha ra ngoài mình lượm được, có cái lượm mình quen, mình quen ngày, cái mặt nào mà lỡ khác rồi mình nhớ, qua ngày hôm sau là tôi ở vườn, cái này vừa mình dùng không có ai mà chỉ một lần thôi, cái tôi ưu tiên cho mình trước, còn dư lại thì cứ đem xuống ai lại cho rồi còn vô mạnh rồi nó vô nó giật cái giật còn những người
người bệnh thật sự người ta đâu có chen nổi, không có chừng ta vô tới nơi thì hết rồi. Và bây giờ là mình có ba cái hàng người lắm, làm lâu rồi có kinh nghiệm đó là anh cứ ngồi đi, anh ngồi đi, anh ngồi làm lâu thì nó có kinh nghiệm rồi, cũng dễ dãi như mình rồi, dễ dãi cho những người yếu. Một thằng người đấy nè, khi mà anh người ta không tôn trọng bắt còn người ta cũng hiểu mình là anh làm dối mình. Cái mối đầu nó cũng cực lắm, phân biệt tại sao vậy đó, trời ơi, một bệnh viện 6-7 ngàn người, tôi bắt lên ít nhất 1 ngàn người ra làm, tôi thấy được 500 người thôi, mà người nào là chấp vấn hỏi tôi làm sao tôi đã làm. Cảm bây giờ, đúng không ảnh, người bệnh ưu tiên đầu tiên, hết người bệnh rồi, có người già, phụ nữ và trẻ em, còn mấy anh thanh niên này kia khỏe mạnh mà không có điều kiện, tôi vẫn hát thôi, thầm mình đứng đường lại. Để ưu tiên người bệnh trước, còn người già, người em trước, đặt rồi mới tới với anh. Còn nếu mấy anh không cảm thấy không hợp lý, cứ việc chen, chen quốc liệt. Mà thích bước ra, tôi không cộng chen mức đông. Một mình tôi cần được hết luôn. Không mà... Tôi xử mấy lần rồi, đòi đừng thuốc anh. Bắt buộc rồi. Công an phường mời lên mấy là 3 lần á. Lần rồi hết 3 triệu, lần 7 triệu. Còn lần nữa là nó làm tăng có cái nhờ với em ta giải quyết. Nên em mình chồng mãi ra đây ổng cũng có điều kiện ta dạy hoài là lằn mặt lằn mê em á, thì nó cũng lung manh nhiều ở bên đó mà nó cung cung rồi nó kiểu như là cái trình độ nó có ăn có dành mình ăn mà mình nói gì phải quấy nó cũng nghe à, chứ không có nỗi nào mà mình thật tâm mà mình nói lên những lời mà đáng để nghe mà lúc đầu quá thì mình cũng mất túi nhiều, vừa mất túi lịch sử, tao là biết mặt hết rồi, biết rồi, nó anh chị nào làm cái nghề đó, nó cứ thấy bạn nó vô cái mình lấy cho mình quay ngay mặt nó, đời dấu tao quay, bạn nó vô, vậy đi, vâng vâng, làm lâu rồi biết rồi kinh nghiệm, làm lâu rồi có kinh nghiệm rồi, trời ơi, mình đi ông bú. Có ai mà dám có phát tiền không ai vậy, vừa bóc ra ở nhà giật rồi á, nó giật trên tay á, giật tiền là một chuyện nha, buông tiền ra bắt đầu giật vỏ, giật điện thoại người cũng giật bó ui đi mà mình thì mình vô người nếp á, mình cái đứng hàng. Nhưng mà anh làm cái việc này được bao nhiêu lâu rồi anh? Bước qua năm 6 rồi. Kinh nghiệm cũng có mà cố cực cũng có 6 năm mà nó hàng ngày nó cái nghiệm nó đầy tràn lắm. Nhiều người cũng nói thế này rồi anh cũng cười thôi. Xin lỗi, cơ duyên nào mà thể đưa anh đến để làm những việc như thế này? Bạch chị có bị ung thư á, đã cũng nhờ ra nó tắt có ngày rằm một thôi. Ngày rằm một thôi. Nó mừng bạn, má nó cũng bệnh á, rồi nó thất tâm rồi nó kêu thôi mình làm thêm nhật nữa đi, còn nửa đứa theo vùng chút vô là nó cứ phát 100-200 thôi. Rồi sau này người xã em bệnh nè, bà này cũng ung thư nè, bà già em cũng ung thư, cháu ruột em cũng ung thư luôn. Bản thân em là hồi tết nó chỉ có ung thư phổi thôi, cũng bị nó lành tính á, rồi là cũng lành tính cũng đỡ, mình cũng nghĩ cứ kể mình không giàu có gì. Bạn bè mình cũng đông rồi, mình nhúng thời gian bỏ công sức ra mình giúp người ta giúp định. Và bạn bè nó chết nhiều, mới tuần rồi là 2 đứa chết, trong trường cũng khóa đó, bạn đã cũng 3-4 đứa càng trung tuổi là chết nhiều lắm, ung thư các bạn, rồi mình nói buồn buồn. Vô hôm đó rồi thấy cảnh ta bệnh, mình vô thấy khổ lắm. Ý mình dân Sài Gòn mấy chục năm rồi, già thì không giàu nhưng mà cái điều kiện mình có, mình tích lũy mình có, nên là cha mẹ vợ con mình bệnh thì mình vẫn gồng gánh được. Nhiều khi mình còn đuối, những năm kia già bệnh rồi vợ bệnh rồi mình bệnh đó, mình cứ ngồi suy nghĩ hoài nữa, không sợ hát. Bệnh vô mà hơn mình xoay sở được, bạn bè anh em này kia xoay sở được. Mấy người nghèo là thôi luôn. Mấy người nghèo là mướn rồi, không có ăn rồi, lấy đâu ra người ta chữa bệnh. Mình biết rồi đó, một liều quá trị là
ba triệu tới 7 triệu á, quá triệu xả triệu á, quá nhiều tiền đâu ta tiền đâu rồi chính mà cái bữa cơm người ta cũng không phải trang trải được, sao phải kiềm bạc cái lớn chẳng mấy người nghèo mà đó anh em nói vừa là không khác không giờ nãy anh chờ 12 giờ anh chờ mấy anh thấy anh chờ mà có một giờ nhất nổi rồi còn nấu ăn mình luôn mà người ta nhịn từ sáng tới 3 triệu đó cũng xin lỗi anh tại vì là... sáng nó đông á đẹp xe không thì... mình nói á là chúng mình đang mạnh thấy người ta đợt sáng tới 3 triệu là lấy hộp cơm ra là một anh một rung rẩy mà những người mình thấy là những người đói thật sự đói thật sự tại vì người ta có tiền là người ta đã tiện ra ăn ta không bao giờ chờ đói trong cái chứ không ai chờ tới 3 triệu rồi nãy giờ mưa là anh đi ngang tới xếp hàng đó một giờ là xếp hàng nữa một giờ xếp hàng phát ra là người ta không kịp đi đâu á người ta lãnh xong rồi ngồi ngay đó ta ăn đói lắm đó người ta ăn không được hoặc là những ngày đó người ta không ăn được cái trời tại đó bây giờ 1:30-2 giờ mới nó dùng cũng hết canh bắt đầu 2 giờ mình làm được ăn nóng cơm chút xíu mới dở ra tại mình nấu bằng cái lò công nghiệp đó lò sớm nấu là 50 kg nhiều nấu từ sáng nhưng mà nó để qua ngày hôm sau nó vẫn nóng nó giữ gì được rồi cơm nóng canh nóng đồ ăn nóng mà người ta không ăn được bây giờ thì người ta tối người ta vẫn ăn được 9-10 đêm người ta vẫn ăn được chứ mà mình nấu sớm á để tới tối nó thiêu rồi mình nấu cơ bản là đồ ăn nóng nó đồ ăn mình vừa nó không ngon mà nó nóng là dễ ăn là trong 6 năm rồi anh có cái những gì ấn tượng nhất giữa cái đẹp và cái xấu để mình vui người ta là mình đỡ mình hạnh phúc chứ còn mình không cần là khi ân đâu cần báo đâu còn cái chuyện mà nhân quả thì nó xa vời mình không theo đạo đó mà mình không có tin tưởng vào những cái gì luân hồi đó đó cũng là cuộc sống nó cũng không có nỗi nào mình giúp được người khác thì mình giúp đó là con cái nó cũng lớn đó. Trời cũng thương cho nó học hành kia tử tế rồi bây giờ mình muốn dướng bận gì vậy? Rồi em dân căn hộ đâu phải là dân nhà hoàng đâu 4 đứa con 3 đứa học rồi xin lỗi anh vậy năm nay con tuổi này 49 49 tuổi rồi trời những người mà làm việc thì đã 6 năm là lúc đó là 43 43 mấy thằng trẻ quá mà đã có ý nghĩ như vậy là quá tốt rồi đó, lúc đó thằng con đầu nó mới tốt nghiệp lúc đại học thì đầu tiên á mình con thằng nó tốt học mình quá mình bỏ học mà mình không học con mình nó tốt đại học tốt 10 á bất mừng rồi trường đại học quốc gia mà nó một trong 10 thằng giỏi nhất á với lại anh cho anh nói là đây là cái xã hội nhất là có điều ấy là có điều kiện là một cái không ấy là đây là tự nó học cái lửa của nó học hành vậy rồi nó tốt cái học cho mình mừng đó mình cũng biết ơn cuộc đời cũng cho mình cái gì đó là niềm vui rồi tới đứa con gái nó cũng vô đại học rồi nó cũng ra trường cũng tốt cái đại học luôn rồi tới thứ ba cũng vô đại học đó là cái niềm vui của mình nhất rồi nó cũng ra mới ra trường hồi tết cái hồi hè ba đứa đại học rồi cũng mệt quá và đi ra nước ngoài học thạc sĩ học tiến sĩ wow hôm đó là anh nghĩ cái đó là không chừng cái đó là trừ tội quá mình hưởng nhiều cái gì đó thực tế mình hưởng quá nhiều con em không dạy dỗ nhưng mà tự động nó lớn lên là tự động thằng lớn đi làm 5 năm rồi đó bây giờ chưa hút thuốc không cà phê rồi pháo gì hết đi làm vừa học rồi lãnh lương nhiêu về đưa mẹ nó hết đó là khác biệt về cha mình ngày xưa hồi xưa quá 17 tuổi người ta cũng kêu rồi 17 tuổi bỏ học đi cướp đi bính lộn tù rồi có thể là nói về mày là có thể giống nhưng mà tính tình thì trái ngược thôi vậy là con cái nó được như vậy cũng mừng tâm cần phải giàu có gì có được tri thức thôi bước vào đời ít nhất là nó cũng vững cái cuộc sống nó cái trí thức để đi vào đời dễ dàng hơn những người không học mình thì vợ hai chồng tuổi bán buôn vậy rồi có lời nhiều đắt vô
rồi anh em bạn bè cho được nhiều thì mình đem đi, giống như gạo thấy phải chở dầu đây có công ty dầu cũng nói em công ty cấp dầu chứ kinh phí một ngày nặng lắm á, nó chuối thêm mấy kẻ cưới rồi cái này cái gì này cái lụa cái gì là nên cho luôn bạn bè anh em ai mà ủng hộ cái buổi đó tiền lẻ một tháng nên có tiền lẻ là sữa rồi bánh mì cảm ơn trời mưa nè mưa bão quá rồi ít người khác lắm đều tỉnh ít người khác người ta rảnh ngày thứ bảy nhật ai cũng có tâm lý là thứ bảy nhật rảnh đi làm từ thiện như anh đi thứ hai thứ ba thứ năm phải vô công ty phải giao ban phải sắp xếp công việc phải họp đối tác anh rảnh được anh chỉ rảnh được cao nhất là ngày chủ nhật nếu mà anh là sếp thì anh nhường thêm chiều thứ bảy là anh rảnh còn nếu mà anh là nhân viên không thể nào anh rảnh được chủ nhật tiêu đêm qua chủ nhật là phải chục đoàn lại nhưng mà thứ hai thứ ba thứ năm sáu là không có ai cho cái gì đói đói mà những ngày đầu tuần thì những người rảnh là những người cũng làm ra tiền làm sao là ta làm thiện những người làm thiện được có tiền á thì người ta chỉ rảnh ngày cuối tuần dạ. Đầu tuần là không ai rảnh chứ là người ta đói từ từ đói thì đó em nói là hồi xưa là em đi phát ngày rằm một thì chủ nhật cái mình phát của xong ngày rằm một thứ nhiều người phát lắm thì hóa ra những người ta cũng phát nguyện là từ hiện ngày rằm một mà thôi tháng nào có hai ngày ngày đó ta có được họ đó người ta chỉ làm một tháng người ta làm chỉ có hai ngày thôi đó là những người theo đạo đó. Còn những người không theo đạo thì người ta phát tâm chủ nhật người ta rảnh người ta mới làm làm sao biết ăn là cái gì được cái là đến tay người ta chứ ngày nào mình làm được thì cứ làm chứ được em phát chủ nhật mà phát nhiều quá nó sẽ làm cho người ta có một sự lựa chọn để cơm này cứ mình dở quá em cơm này ngon ăn cơm này cái mình buồn mà mình lấy cơm nó mình lên lưỡi lên cái mình ngon mà nó chê mình không chắc được không chắc được cái đầu quá nhiều người cho mà những cái người cho đó người ta không ý thức rằng người ta cho như thế là được phí phạm. Vâng. Nhưng chúng em ra em phát anh sẽ thấy có nhiều người là xếp hàng rất lâu lãnh cơm nhưng mà người ta chưa cơm tại vì người ta không ăn đồ ăn mặn nhưng mà người ta vẫn xếp hàng rồi lãnh cơm có nghĩa là người ta không phí phạm đồ ăn. Còn người khác là khác là để sẵn vô hộp đó là người ta lỡ ra có đồ ăn là người ta bỏ luôn một cơm. Còn người ăn trên trường đây xin cơm không ăn cơm tươi còn nếu mà người muốn ăn thịt đó thì người ta chỉ mong thịt ta lừa ăn món nào được quyền lựa giống như xe cơm mình xe cơm rồi mọi cũng cần ai phải tủ à hồi đó là cũng đâu có biết đâu cũng gói sẵn gì đó gói sẵn rồi cho đúng về không khí tại vì người ăn món này thì cái người trên núi người ta không biết ăn cá cho con cá chiên ngon bà cố luôn mà người ta cầm hoài người ta sẽ trả lại cho sớm ăn không biết ăn cá đâu cả đời con chưa thấy con cá sao ăn đâu phải món ngon của mình cái trên rừng đó, để trong rừng con tôm Gia Lai cả đời thấy con cá biển con gì đâu rồi cho con cá chiên ngon quá chừng luôn cái đời nó chưa biết là con gì luôn sao ăn rồi cái món ngon của mình đâu phải là món ngon của ta đâu thì bảo thức ăn của kẻ này thuốc độc kẻ khác mà nói nặng ngay là ngoài miền Bắc là cả thấm tim là coi như đâu là cũng nói là mòn hết mà có những người miền Đông là họ không ăn bao giờ như cá kho nha mà trước á cá thác cá đang ngủ nó tanh nó rườm rà nữa cái mình cũng làm cái bữa người ta cho cá cũng đem ra rồi người ta ăn cá không dạ thèm cá vô lắm ăn cái dân ăn cá còn cái miền Tây trong nước còn người ta ít ăn thịt lắm không phải là người ta không ăn thịt mà là người ta ăn cá mắm nó quen rồi người ta ăn cơm có miếng cá khô người ta ăn còn cho dạ. Thịt cho trứng người ta ăn người ta cảm thấy nó ngon em cứ kể một cái chuyện này để cho vui thôi nha ngày xưa mà tụi em qua bên áo mình 1980 tụi em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu thì tụi em khi luôn là biển nên ăn cá không rồi qua đó làm trong một cái trại chăn nuôi đó thì đánh hết một cái phá mà thí nghiệm con bò đó thì cái thằng bác sĩ đó nói nó thành công rồi tặng cho được con bò chứ phải làm ăn là lúc đó thì mình chưa ăn quen thịt bò mình nói thịt bò tôi đâu ăn được đâu tôi đã ăn thịt heo thôi chứ đâu á rồi cái bà vợ ông ship mình bà nói
vậy thì tao mua thịt heo tao đưa cho mày, tao khoái quá, tại vì thịt heo nó rẻ hơn thịt bò. Rồi từ xong mình mới sống cái đất nước đó là mình quen. Rồi với lại cái ông bảo trợ của mình á thì ổng nói là có món nào hết, nhưng là chúng ta sinh ở đó chúng ta ăn quen món đó rồi, ta cho đó là ngon. Còn anh đang ở chỗ này thì anh cho nó ngon thôi, chứ thực sự là món ăn nào ăn cũng được, nhưng mà có quen thì có thôi. Vâng. Lựa món nào ăn món đó đâu. Mình cũng đơn số cái hàng ba hàng, một người bệnh nặng, một người bệnh nhẹ, một cái hàng là bệnh nhẹ, một hàng nữa là người nuôi bệnh, và một cái hàng cuối cùng là người khỏe mạnh mà nghèo. Là nó có cái sự phân chia đó, sự ưu tiên trước, nó mới không có cái giẫm đạp lên nhau, không giành giật được. Nhưng hỏi ổn anh Phát thì sao mà nhớ, trời ơi, ngày nào cũng nhìn mặt quen nữa. Ngày nào cũng gặp hết trơn. Em biết có tính hỏi cái đó. Em tới có vài lần mà em còn quen mặt mà em còn biết là ai làm cái gì. Đúng rồi hả? Tại vì Tiến Dương đứng từ xa, còn anh này thì rất là bận rộn. Anh nghĩ đi, ngày xưa mình đi học, có ông thầy giám thị thôi. Ông đứng ngay cổng trường, ông giòn, nó tóc dài, tóc ngắn. Và ông giòn chỉ là một tháng đầu rồi, và ông quen, ông nhớ là có ngàn học sinh. Bây giờ 6 năm liên tục phải không? Đó, sao mình không nhớ? Mà mình nhớ riết rồi, những đứa mà nó lộn xộn nó cũng ngại. Mặt mình không biết hết là đừng. Tại mình chỉ mặt đó, mình chỉ vô camera. Mà có mặt trong đây nè. Coi gì, ngày nào tính gì nó coi lại đó. Mày đánh một vòng quay lại, đánh ai. Lỡ, mốt đừng làm như vậy. Thầy nó làm sai. Mà chưa nói nhỏ nhẹ là rất là cái đàn ông mà xỏ à. Rồi thì em lấy con 15 con. Vâng. Đầu nghe nói tầm nếm là anh cứ kiểm đi đấy đầy đủ hết thì anh không có thôi anh Cường đứa nhiêu còn dư trả lại em, trong đây nó cũng biết nhiêu cho anh nếu đây là mình cũng nói lại một lần nữa, đây là số tiền của bạn bè ở bên áo, bạn bè bên áo pháp giúp cho mình đem về, mình chỉ cầm giùm thôi, mình bạn bè bên áo rồi người ta nghe mình đó rồi người ta cảm ơn các bạn đổ qua rất nhiều là 15 triệu anh. Trong đó thì nó dư rất nhiều, là nếu mà còn dư cả cho lát nữa mình làm. Cảm ơn anh. Rồi cho gửi lời cảm ơn tới các bạn hữu quan trong tháng và sức khỏe. Như vậy như nữa nếu mà có dịp nào nữa thì mình về anh mở, nếu có quyết định nữa thì mình cũng đi như là góp với lại những người mua thì sẵn đây thì anh em mình ít nữa mình đưa cho chúng rồi chờ em xíu. Anh Cường ơi, thì hôm nay em còn mang thêm cái tấm lòng của hai người là chị Cẩm Nguyễn có gửi là 100 đô với chị Thoa thì có gửi 2,5 triệu. Yeah. Chị nói là 2 triệu thì cứ nhờ anh là anh đổi tiền 20 anh phát cho 100 cái người bệnh nặng. Còn 500 ngàn này thì là để phát cho mấy anh em phụ ngoài kia. Thì em đã chuẩn bị đây là 500 ngàn đây là riêng. Thì xin phép anh chắc lát xíu cho em phát cái 500 này. Thế còn cái đây là 2 triệu và 100 đô thì em xin phép em gửi anh. Rồi. Vâng. Của chị Cẩm Nguyên á. Vâng ạ, chị Cẩm Nguyên với lại Hoa 2 triệu. Dạ vâng. Thì chị chắc chị coi trên cái kênh của em nhiều chứ biết cuộc đời phụ ha. Vâng, đấy chị bảo được thôi, cái này cho động viên mấy em kia cho cà phê chứ thấy tụi nó cũng cực quá. Dạ. Thì thực tế rất là mừng khi mà mình lan tỏa cái lòng tốt của mình tới những đối tượng xã hội, gọi là đối tượng xã hội luôn. Vâng. Thì em ra ngoài đó em thấy rồi. Vâng. Thì ke rồi móc túi cướp giật thì em cũng tiếp xúc nhiều. Vâng. Với những anh chị em ở đó em cũng biết. Vâng. Họ là những con người gọi là cái mặt trái của xã hội. Vâng. Nhưng mà thấy mình làm riết rồi, thay vì người ta phá mình, vâng, người ta không phá nữa, mà người ta quay ra người ta phụ mình, khiên đồ, khiên đạt, phát cho người nghèo, và người ta phụ một tay cho cái bảo đảm an ninh trật tự. Vâng. Cái đó là cái tác
cái tác dụng tích cực rất lớn, mình rất mừng điều đó. Vâng. Nhưng mà lâu lâu mình cũng cho tiền người ta. Vâng. Là cà phê thuốc lá thôi chứ vâng, chẳng thấm gì đâu. Vâng. Nhưng mà người ta cũng vui lòng. Đó, mình rất là mừng những cái vấn đề đó. Vâng. Cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh Cường nhá. Rồi, cảm ơn đoàn các anh chị bên áo đây nhá. Dạ. Thì cũng có hai người bạn hơi cho mình nhiều thì mình chích ra cái phần này là của cô Hiền với lại chị Lan Kiếm. Dạ. Với lại một cái cậu nhỏ nữa mình giấu tên. Dạ. Đây là mình đưa cho Tiến Dương 5 triệu này. Dạ. Thì Tiến Dương đi đường hay là vâng, cái gì đó thì Tiến Dương sẽ sử dụng dạ, đến cái vâng, những rồi, cái người này đó là vâng, 5 triệu để là làm vâng, của rồi, Lan Kiếm với lại Lan Kiếm cô Hiền vâng, đó với lại một cái cậu khác nữa thì vâng, rồi em cảm ơn các anh chị. Đó, dạ dạ, nói chung là tôi nhận tới đâu thì tôi đưa tới đó. Dạ vâng. Rồi em cảm ơn. Khi mà anh phát ai thì anh cũng xin nói cái tên gì đó là người ta cũng không có. Dạ vâng, dạ dạ rồi, ok. Với lại Lan Kiếm. Vâng vâng, em cảm ơn. Rồi, dạ.